Gương mặt của Trinh hôm nay nhiều so với trước đây không ạ? Trước đây Trinh cũng đã từng trải qua rất là nhiều lần giảm cân, nhưng mà nói cái cách đó thực sự là mình giảm cân theo bản năng của mình thôi, cứ nghe mỗi nơi một chút mà mình làm. Nhưng mà trước Tết thì Trinh cũng đã thực hiện cái việc là giảm cân là ăn gián đoạn rồi, thì trong vòng chưa được 2 tháng thì Trinh xuống 8 kg. À, nhưng mà tới khi mà Trinh bắt đầu thực hiện cái ăn Tết xong là Trinh lại lên ký, và do mình ăn trong quá trình ăn Tết thì ăn cũng ăn thịt thà bánh tét bánh đồ này nọ, thì khi mà Trinh bắt đầu thực hiện cái chế độ ăn của Anna đưa ra đó, lúc đầu Trinh cũng không hiểu đâu, nói, ừ cái này nó giống nhịn ăn quá. Nhưng mà không phải, khi mà Anna chia sẻ trong thành phần của hạt chia nó có vitamin khoáng chất oxy hóa và cả chất xơ, thì mình lúc đó mình mới ngộ ra rằng à cái này không phải nhịn đói mà là mình có ăn. Và trên thêm một cái chút kiến thức nữa thì hạt chia nó là thức ăn tàng hình. Hồi đó nói ồ cái hạt chia này nó giống hạt é quá, mà ăn như thế này giống rất rất nhịn đói, nhưng mà không, thì nó là nó có đầy đủ dinh dưỡng hết chứ không phải là không. Và khi mà Trinh thực hiện, mình thực hiện gắt luôn theo cái cách cái chế độ ăn của anh là Trinh xuống ký rất là nhanh và nó hoàn toàn không có mệt. Ở đây Trinh nói không có mệt là vì sao? Là vì ngoài cái việc mà ăn theo chế độ của Anna, Trinh còn bổ sung vitamin của Siberia nữa. Vì khi mà mình ăn gián đoạn như vậy, Trinh vẫn biết cơ thể nó không đáp ứng đầy đủ vitamin và khoáng chất, nên là vẫn nạp vào một gói siêu vitamin mỗi ngày thôi. Nên là Anna có hỏi Trinh là ăn như vậy là có mệt không? Thì Trinh nói không có mệt. Nhưng mà trước kia thực hiện ăn như vậy là có mệt nha mọi người. Đó. Thì khi mà mình ăn như vậy á, mình thấy mình vui rất là nhiều luôn. À bây giờ mình có thêm kiến thức về giảm cân này, và cái đối tượng mà khách hàng của mình nhắm đến trong cái kế hoạch của mình trở thành một cái huấn luyện viên yoga và là một health coach luôn, thì mình có kiến thức để mình truyền tải cho khách hàng của mình. Thì sáng nay Trinh cũng ôn bài với lại chị Văn Phương, thì nhờ hai chị em ngồi trao đổi lại với nhau bài học về giảm cân, tại sao mà mình giảm cân được nhờ cái việc mà điều tiết cái hormone của mình, nhất là insulin. Hồi đó cũng không hiểu là của insulin nó có vai trò gì trong cái việc giảm cân của mình, và tại sao mình thực hiện cái chế độ ăn 16-8 này nó lại có kết quả rất là nhanh chóng. À, là do cái việc mà mình làm cho cái insulin của mình nó thấp nhất để cho nó bổ, gọi là gì, Kích thích à, nó hỗ trợ cho cái việc giảm cân của mình. À, và khi học được cái kiến thức này của Anna, thực sự là biết ơn Anna vô cùng luôn. Hồi trước đây giảm cân rất là nhiều, từ thời mà Trinh còn là sinh viên, Trinh là một người tròn trùng trục luôn á, chăm biết tới bây giờ. Và khi mà mình có kiến thức, mình vào Siberia mình làm việc, mình có kiến thức dinh dưỡng từ những cái gọi là chuyên gia đào tạo, thì mình tự tin lên rất là nhiều. Kể cả cái việc mà luyện nói Trinh cũng biết, nhưng mà không biết cách nói như thế nào hết mọi người. À, chỉ có việc là mình luyện tập mình nói với lại cái bạn đồng môn của mình thì mình mới có thể là tự tin hơn mà mình nói. À, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe Trinh chia sẻ. Vậy thì sau 1 tuần vừa rồi thì Trinh đã giảm được bao nhiêu, cái kết quả đó là bao nhiêu kg? Là Trinh giảm 2,8 kg cả nhà. Ồ, 2,8 kg. Nếu như mà trong trong 1 tuần mà mình giảm 2,8 kg như vậy, mình cho là 3 cân đi, thì 1 tháng như vậy chúng ta có thể giảm cái con số 12 cân là rất rõ luôn. Đúng không? Trinh nói vậy đúng không mọi người? Ờ, 1 tháng là có 4 tuần. Và 1 tuần như vậy là mình giảm 3 cân thì 1 tháng 12 cân. Ở đây chúng ta cũng đã có những câu chuyện là giảm được giảm kg, nhưng mà cái tốc độ mà giảm tới nó không có nghĩa là mình giảm được 1 tuần như vậy thì mình sẽ giảm được 12 cân trong 1 tháng. Nếu như cái cân nặng mà gọi là cái mức cân nặng gọi là mức mức định sẵn của mình á, nó đang tức là cái mức mình đang 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 hiện tại này nó đang còn cách xa cái mức định sẵn thì nó sẽ giảm xuống rất nhanh. Nhưng nếu như cái mức định sẵn đấy nó đang còn rất gần này nè thì rất khó để có thể giảm xuống được. Vậy thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục là có những cái trải nghiệm, và cái tốc độ giảm cân á, mà 1 tháng trung bình của chúng ta nó sẽ là đâu đấy quãng chừng khoảng 4 đến 5 cân trong 1 tháng thì nó sẽ an toàn. Nó sẽ an toàn vì hormone nó cũng cần phải thời gian để cho nó có thể điều chỉnh để mà ổn định. Và bởi vì chưa thấy Trinh, không biết là Trinh đã đăng bài chưa
để mà đăng bài hình ảnh đầu cuối để mình có thể tham gia vào để mình nhận thưởng hay chưa? Vì hiện tại như ban tổ chức báo là chưa thấy nha. Trên đăng bài trên trang cá nhân của mình chứ không đăng trên trang 360. Với lại sẵn này thì Anna cũng cho xin hỏi thêm một chút xíu. Khi mà mình đã làm cái công việc là giám công một tuần đó rồi và mình tiếp tục cái tuần sau mình vẫn theo cái kế hoạch của cái chế độ ăn đó thì cái khả năng mình giảm tiếp nó có giống như cái tuần vừa rồi không? À, nó phụ thuộc vào cái mức cân nặng định sẵn. Bởi vì nếu như ai mà cũng giảm giống Trinh thì rất nhiều người người ta lo ngại. Người ta sẽ nói rằng ồ, làm cái gì mà giảm nhanh quá như thế, làm giảm nhanh quá như thế thì sốc à. Nếu bây giờ mình, nếu mà những người người ta không hiểu về phương pháp và người ta không có thực sự tham gia, người ta sẽ nói rằng là một tuần mà giảm 2 cân, 8, 3 cân như thế thì chỉ có thể là hoặc là sổ ra, hoặc là nhịn ăn hoàn toàn, hoặc là gì đấy. Tức là sẽ có rất nhiều những cái phỏng đoán. Và trên thực tế thì giảm được mức độ bao nhiêu là do hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do cơ địa của mỗi người. Yếu tố thứ hai nó là do cái mức cân nặng định sẵn của mình. Anna lấy ví dụ nha, mức cân nặng định sẵn của Anna là 58 cân. Gọi nó là định sẵn bởi vì nó cái mức 58 ấy nó đã theo Anna mấy chục năm rồi. Từ khi mình bắt đầu dậy thì là quãng chừng khoảng 15-16 tuổi là bắt đầu mình đã có cái mức gần cân đấy rồi. Đến khi mình ổn định là khoảng 18-20 là cái cân nặng đấy nó từ lúc đấy tới giờ là khoảng cỡ gần 20 năm là nó đã theo cái cân nặng đấy. Thì cái mốc đấy là một cái mốc định sẵn. Nếu giả sử mình đang ở trên cao mà mình giảm được mốc đấy, nó sẽ dễ, nó sẽ nhanh. Nhưng bây giờ mà nó còn rất là sát với cái mốc đó, ví dụ như nó chỉ có 60 cân mà giảm về 58, bây giờ bảo là đâm xuống sâu hơn cái 58 đấy thì nó sẽ cần nhiều thời gian. Vì ở đó cái những cái mức hormone cũng như là tất cả những cái chỉ số cơ thể mình nó đã được cân bằng ở cái trạng thái đó rồi. Khi mà mình xuyên sâu qua được, nó sẽ cần thời gian dài hơn một chút để hạ hormone và để cơ thể chúng ta hiểu là chúng ta đang muốn giảm xuống dưới cái mốc 58. Thì cái thời gian mà để giảm xuống dưới mốc 58 nó kiểu một thời gian tích lũy, nó sẽ hơi tốn thời gian. Nhưng một khi đã giảm sâu xuống rồi, kiểu gì nó cũng đi một mạch khoảng 5 cân là xuống khoảng mốc 53. Có nghĩa là một cái khoảng cân nặng để có thể ổn định á, là một cái chặng quãng trường từ 4 đến 5 cân, chứ không phải một cái chặng khoảng cỡ khoảng 2 đến 3 cân đâu. Thế cho nên là các chị em chúng ta cũng lưu ý cái phần này. Và nếu như bây giờ mà cứ mỗi một gọi là cái chế độ ăn bình thường người ta mong muốn là một tuần giảm được 0,5 cân hoặc một tuần giảm được 1 cân thì người ta cứ không phải là như vậy thì đến đủ số tuần là sẽ giảm về cân nặng bằng không. Nó không phải như vậy. Nó sẽ chỉ giảm về được cái mốc mà cơ thể chúng ta, tức là cái mốc mà không còn tích mỡ này, cái mốc mà nó đã đẹp rồi. Còn nếu đến lúc đấy rồi mà mình vẫn đang còn nỗ lực, mình cố tình mình ép để giảm nữa thì chưa hẳn nó đã tốt cho sức khỏe. Cho nên mình cũng cần phải vừa giảm cân và vừa quan sát cái thể trạng của mình. Thông thường thì như Anna đo được ấy, là quãng chừng một cứ khoảng cỡ khoảng 2 đến 3 tháng sẽ xong một cái chu kỳ khoảng từ 10 cho đến 13 cân. Nếu như cái người đó đang còn dư khoảng từ 10 cho đến 13 cân. Và trong vòng 2 đến 3 tháng đó thì có thể là có những người là giảm nhanh hơn, những người giảm chậm hơn một chút. Nhưng đó là một cái khoảng an toàn. Sau giai đoạn đấy nó sẽ có một giai đoạn là gọi là giai đoạn ổn định. Giai đoạn ổn định nó sẽ kéo dài đâu đấy quãng chừng khoảng 3 đến 4 tháng. Sau đó bắt đầu mới có thể tiếp tục giảm thêm một cái chu kỳ nữa. Tại vì người Việt Nam của chúng ta là không dư quá nhiều cân. Nếu mà người nào mà dư quãng chừng khoảng trên 25 cân thì mình phải chia thành hai chu kỳ giảm cân cho người ta. Còn nếu người ta chỉ dư quãng chừng 10 hơn 10 cân thì mình chỉ cần một chu kỳ giảm cân. Một chu kỳ giảm cân của mình kéo dài trong vòng khoảng tối đa từ 3 đến 4 tháng là kiểu gì cũng sẽ hoàn thành. Đó, nó là như thế ha. Thế thì rất là biết ơn Trinh và rất là biết ơn sự nỗ lực nhiệt tình tham gia của Trinh. Ban tổ chức có thể xem lại xem là cái kết quả của Trinh before after như thế nào nhé. Không có là trao giải bị thiếu. Cảm ơn Trinh rất là nhiều ạ. Dạ, dạ.